Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel trong cái series về tìm hiểu về Echo Framework. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về Streaming Response ở trong Echo Framework. Thì Streaming Response là gì? Thì nó là một cái thể loại mà khi mà client nó gọi một cái request lên thôi, thì trên server nó sẽ trả về nhiều response mà nó nghĩa là nó cứ tuần tự nó trả về tới khi nào hết thì thôi, như là nó phục vụ cho những cái trường hợp giống như là mình có nhiều data quá, mình không thể gửi gửi về cùng lúc, thì mình sẽ chia nhỏ những cái data đó rồi mình gửi về ví dụ 3 lần, 5 lần hay 10 lần gì đó tùy. Nghĩa là nó mình cứ xử lý xong cái data nào thì mình bắn về cho client biết ngay lập tức, nhưng mình không chờ mình xử lý hết toàn bộ rồi mình mới gửi về đó, thì đó là streaming response. Thì cái streaming response này nó cũng giống giống như là cái server streaming ở trong gRPC vậy đó, nghĩa là client gọi một request lên và server nó sẽ trả lời nhiều cái response. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ trong tiếp tục trong cái demo của mình, là giống như ở đây mình có list user rất là nhiều, lượng user khủng khiếp, nó lên tới 7 user, 6 7 user gì đó, nhiều lắm. Các bạn cứ tưởng tượng như là đây là mình demo mình làm 7 user thôi, còn thực tế bên ngoài thì nó có thể lên tới 700 hay 7.000 user gì đó. Thì cái user của mình nó bao gồm là có tên và tuổi ha. Mình có hai field tên tuổi. Bây giờ mình sẽ viết một cái API để mà lấy hết toàn bộ user, lấy hết toàn bộ user, và mình sẽ sử dụng cái streaming response để mà mình demo cho các bạn xem cái cách mà mình sẽ làm như thế nào để mà mình có thể gửi response về cứ liên tục cho client ha. Thì đầu tiên là mình sẽ viết một cái handler trước đã ở trong cái user của mình ha. Mình sẽ viết một cái là get on user đó, mình return nên. Rồi, trong cái hàm get on user này thì đầu tiên là mình sẽ trả về JSON cho client, nên là mình sẽ set cái header ha. Mình set set cái content type cho cái response của mình, cho toàn bộ những cái response của mình sắp tới mình sẽ trả về cho client ấy, là type application JSON ha. Nè, Echo nó define sẵn cho mình cái my application JSON này. Đó thì nó là application JSON. Đó. Rồi. Thì mình sẽ gọi là mình sẽ ghi vào trong cái header của mình một cái status status ok ha. Status ok, status 200 đó, có nghĩa là báo cho streamer là sale client biết là mình sẽ trả cái response thành công. Rồi, ngay thì việc đầu tiên của mình làm là mình sẽ tạo ra cái encoder từ trong cái response của mình, tạo ra một cái JSON encoder. Rồi, mình tạo ra một cái encoder. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi qua từng cái user ở trong cái list user của mình. Nó, với từng user này á, thì mình sẽ đi gọi là mình encode ha.
mình đang có cái user này rồi nó trả về error đúng không? Đó. Thì mình sẽ return error, nếu mà em có không được thì mình sẽ trả một cái error. Đấy. Rồi, sau khi mà mình đã encode cái user này vào trong cái response rồi thì mình sẽ gọi là lệnh response. Rồi, mình gọi flush. Flush có nghĩa là mình sẽ đẩy cái response mà mình vừa mới encode, đẩy cái data mà mình vừa mới encode vào á, mình đẩy nó, mình nghĩa là mình bắn nó về, là mình bắn bắn cho client, bắn chiếu cho client nhận ha. Thì khi mà mình gọi lệnh này á thì server nó sẽ gửi một cái response về cho client, lúc đó là nó sẽ nhận được cái user của mình và tiếp tục là phục vụ cho công tác demo. Thì mình sẽ cho nó sleep, sleep cho nó ngủ lại 1 giây. Ok, để cho khi mà mình demo thì mọi người sẽ thấy được là nó cứ có một cái response về là nó sẽ chờ đó rồi nó mới gửi tiếp gửi tiếp. Chứ nếu mà mình không sleep ở đây á thì lúc này nó respond nhanh quá này, nó làm lập chiếu ngay lập tức, là mình sẽ thấy giống như là data nó về cho có cảm giác cùng một lúc. Đây thì mình sẽ cho nó ngủ là 1 giây để mọi người thấy được cái sự gọi là tuần tự respond, tuần tự về chứ nó không có về cùng một lúc. Rồi, vậy là cái handler mình đã viết xong, giờ mình sẽ khai báo ở trong cái group user của mình ha. Ngày xưa mình có đã có get rồi thì bây giờ mình là get on ha. Get on, và này là get on user. Rồi, và để cho nhanh đó, thì mình bỏ cái tool login ra khỏi cái group user này luôn đó, để mình demo cho nhanh ha. Ok chưa? Kiểm tra lại lần nữa nè. Rồi. Ok, giờ mình sẽ chạy lên ha. Start cái server của mình lên. Rồi, ok, server mình nó đã chạy ở cái bọt 8888. Giờ mình sẽ chạy 8888. 8888 nè. Suite API nè, suite user nè, suite get on. Đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Mình phóng to ra nè, đấy. Phóng to ra cho mọi người thấy nè. Đấy. Rồi. Tôi chạy lại lần nữa nha. Đầu tiên là đó, phân gì nè, dev nè, YouTube nè, channel, learn to code nè, free nè. Đó. Please like and subscribe. Các bạn nhớ subscribe cho mình đó, kiểu như vậy đấy. Thì đó rõ ràng là những cái response nó về tuần tự từng cái một, và client nó nhận được tổng cộng đây là 3, 4, 5, 6, 7 cái response, 7 cái response mà chỉ có một cái request thôi. Đó. Thì mình sẽ ứng dụng nó vào trong những cái trường hợp mà data mình cần boost về client liên tục, là mình xử lý xong cái cục data nào là mình bắn về cho client liền ngay lập tức. À, hoặc là data mình nhiều quá, mình chia chia ra làm nhiều cái nhiều bậc. À, data mình ví dụ như mình có user mình nó tới 7.000 user đi, thì mình chia ra mỗi lần mình gửi về cho client mình gửi chừng 100-200 cái thôi chẳng hạn vậy. Còn mình gửi cùng một lúc một đống data to quá thì nó sẽ bị nghẽn cái đường truyền, mà nó làm cho cái ứng dụng client của mình có thể nó bị chậm, nó bị crash chẳng hạn vậy, quá nhiều data. Đó. Rồi, đó thì đó đây là cái cách để mà mình có thể mình tạo một cái streaming response ở trong Echo. Thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ ghi cái header của mình, là mình sẽ trả về một cái content dạng JSON. Sau đó mình báo cho cái response ghi cái status OK và status 200 vào trong
cái header để client nó nhận được status 200. Sau đó thì là mình tạo ra một cái encoder là JSON encoder ha. Cái encoder này nó sẽ return một cái new encoder và nó write vào trong cái writer w này chính là cái response của mình. Cái response của mình chính là một cái writer ha. Response mình là một cái writer thì mình sẽ tạo ra một cái encoder để mà mình ghi vào trong cái response. Rồi sau đó thì mình cứ ghi data vào trong response ha. Mình cứ ghi data vào, mình dùng cái encoder này, mình encode nghĩa là mình ghi vào trong đó, ghi vào trong cái writer response này của mình. Và khi nào mà mình muốn gửi về cho client thì mình sẽ gọi cái lệnh flush của response thì nó sẽ gửi data về cho client. Đó, mọi thứ nó rất là đơn giản, dễ hiểu ha. Không có gì phức tạp hết. Rồi. Vậy thì cái phần gọi là streaming response của Echo mình đã demo cho các bạn xong. Hy vọng là các bạn có thể đem cái này áp dụng vô được trong những cái dự án thực tế của các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay thì nhớ comment và like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi ha, cùng chia sẻ kiến thức với nhau, cùng nhau tìm hiểu về những cái khóa học lập trình được mình giới thiệu một cách miễn phí ở trên YouTube, kênh YouTube của mình. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.